Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của Gia Bảo Luxury. Chiếc đồng hồ hôm nay tôi muốn giới thiệu các bạn khá đặc biệt và rất là phức tạp, đến từ thương hiệu Ulysse Nadine. Vâng, mẫu đồng hồ này có tên gọi là Ulysse Nadine Sunatha Cathedral, và nó sở hữu một tính năng rất là thú vị, đó chính là báo thức. Có lẽ là tôi sẽ không đi quá nhiều về phần thương hiệu hay là lịch sử của sưu tập, và tôi sẽ tập trung phân tích vào chiếc đồng hồ này ngay. Vâng, như những mẫu đồng hồ khác đến từ thương hiệu Ulysse Nadine thì mẫu đồng hồ này có thiết kế khá là đồ sộ và với những cái góc tròn thường thấy thay vì những cái vát cạnh như những thương hiệu khác. Thì với thiết kế đồng hồ vốn lấy truyền thống từ hải quân, những cái đồng hồ đi biển, thiết kế của Ulysse Nadine khá là lớn và thành khối. Đặc biệt hơn thì chiếc đồng hồ này còn có hai núm chỉnh giờ ở đây, bạn thấy đây, hai bên đều có núm chỉnh giờ, và để làm gì thì tí nữa tôi sẽ phân tích cho các bạn sau. Bộ vỏ thì được làm bằng vàng, có đường kính 42mm, và đặc biệt với một bộ máy khá là phức tạp như chiếc đồng hồ này, nhưng mà độ dày của chiếc đồng hồ chỉ là 13mm. Nhưng mà tất nhiên là với cái thiết kế trông khá là đồ sộ này nên là cái độ dày trông cũng khá là lớn, nhưng mà trên giấy tờ thì nó chỉ 13mm mà thôi. Núm chỉnh giờ thì còn được bảo vệ bởi những tai càng như này thì lại càng làm cho chiếc đồng hồ cảm giác là lớn hơn, nhưng mà tí nữa khi đeo lên tay thì các bạn sẽ thấy là nó không hề lớn một chút nào. Càng nối dây thì cũng được thiết kế tròn, bo góc như thế này, và với những đường cắt khá thú vị ở đây. Về cơ bản thì cái thiết kế này nó là đặc trưng của thương hiệu Ulysse Nadine rồi, và tôi sẽ không bình luận quá nhiều, và các bạn để thấy rất là đặc trưng, thiết kế lớn và tròn trịa. Tiếp đến thì chúng ta sẽ cùng phân tích mặt số của chiếc đồng hồ này. Thì mặt số chiếc đồng hồ được phân thành hai lớp và khá phức tạp, với tới 1 này, 2 này, 3 mặt số phụ, 2 khung cửa sổ chỉ ngay, và một cái chữ on off ở đây. Thì là cái gì thì tôi sẽ phân tích ngay bây giờ. 3 mặt số phụ này để làm gì? Trước hết thì tôi sẽ phân tích cái mặt số phụ ở góc 6 giờ này. Mặt số phụ này là để chỉnh thời gian ở múi giờ thứ 2. Hai mặt số phụ ở góc 11 giờ và 1 giờ thì có tác dụng là chỉ thời gian báo thức. Cái mặt số phụ này thì là chỉ cái thời gian báo thức trên khung 12 giờ, và cái mặt số phụ này là chỉ khoảng thời gian cho đến lúc báo thức. Có nghĩa là ví dụ là bạn hẹn 10 giờ 10 phút sáng, nhưng mà đồng hồ đang chỉ là 10 giờ 10 phút tối, thì chúng ta còn cách cái khoảng thời gian báo thức là 12 tiếng đúng không? Thì các bạn có thể quan sát qua mặt số bên này. Đó, một cách trình bày khá thông minh của Ulysse Nadine. Và đặc biệt hơn thì bình thường các mẫu đồng hồ báo thức thì chỉ hẹn nó khung 12 giờ, có nghĩa là cứ đến 6 giờ không cần quan tâm là sáng hay tối thì nó sẽ đánh chuông đúng không? Nhưng mà chiếc đồng hồ này chỉ đánh chuông lúc 6 giờ sáng, còn 6 giờ tối sẽ không đánh chuông nữa. Với rất nhiều chi tiết trên mặt số, trên thiết kế bộ kim này được thiết kế dạng skeleton rỗng ở giữa, cho phép người dùng có thể nhìn dễ dàng những chi tiết bên dưới. Hai cửa sổ chỉ ngày này thiết kế khá lớn, một cái chỉ hàng chục, một cái chỉ hàng đơn vị. Và cái nút on off này để làm gì? Cái nút on off này là để bật hay tắt chế độ báo thức. Bạn đã thấy chuông kêu mà bạn không muốn nghe nữa thì bạn đơn giản bấm cái nút này thì nó sẽ tắt đi. Mặt số được chia làm hai lớp, làm tăng thêm cái chiều sâu của thiết kế. Cái hai mặt số này thì được thiết kế hơi lồi lên một chút này, còn được cắt ở phần giữa đây. Mặt bên dưới thì có những cái đường vân sọc Cortez để dây nếp, mà thường thì các bạn sẽ thấy ở trên bộ máy đồng hồ thì Ulysse Nadine đã đem lên mặt số đồng hồ như thiết kế đây. Mặt số phía trên chỉ được thiết kế sần, nhưng mà có cái phần mặt số phụ ở góc 6 giờ này thì lại thiết kế vân tròn đồng tâm, tạo điểm nhấn đặc biệt hơn một chút. Vâng, thì chúng ta sẽ cùng quan sát mặt sau và xem bộ máy chiếc đồng hồ. Bộ máy chiếc đồng hồ sử dụng đó chính là bộ máy UN67 được sản xuất in-house của Ulysse Nadine. Về mặt hoàn thiện thì tôi không ưng lắm với cái thiết kế này, bởi vì cầu nối nó che tất cả rồi. Cầu nối đã che tất cả thiết kế bộ máy và chỉ để hở ra một số chi tiết quan trọng như là bánh xe cân bằng hay là cái bộ gõ chuông thôi.
Của máy này như tôi đã phân tích trên thì có một số tính năng khá là phức tạp như là báo thức này và hiển thị múi giờ thứ hai, hiển thị ngày. Cơ chế báo thức này cũng khá đặc biệt vì cơ chế chuông này sử dụng hệ thống gong và búa. Búa sẽ gõ vào gong để tạo thành tiếng chuông thay vì như những mẫu đồng hồ khác như là mẫu MemoVox của Jaeger LeCoultre chẳng hạn. Thì mẫu MemoVox sẽ sử dụng hệ thống rung và rung bên trong máy đồng hồ. Hệ thống này thì đơn giản hơn khá là nhiều nhưng mà sẽ tạo ra cái tiếng kêu nó nhức tai hơn một chút. Thì cái này thì nó sẽ là một cái điểm cộng mà cũng có thể là điểm trừ của chiếc đồng hồ. Vì sao? Bởi vì khi mà bạn đang ngủ thì bạn sẽ cần một cái âm thanh khá là lớn để báo thức, đúng không? Nếu mà cái chiếc đồng hồ này thì sẽ kêu khá là êm tai và có thể bạn sẽ ngủ qua luôn mà không cần biết một cái gì hết. Vâng, bây giờ tôi sẽ thử chỉnh giờ trên chiếc đồng hồ này. Việc chỉnh giờ thì khá là phức tạp bởi vì có rất nhiều nút bấm và rất nhiều núm chỉnh giờ. Tôi sẽ làm tuần tự cho các bạn có thể biết. Trước hết thì chúng ta hãy chỉnh múi giờ thứ hai vì cái này là cố định. Giả dụ như bây giờ là đang là 10 giờ 10 phút sáng tại Hà Nội và chúng ta muốn chỉnh múi giờ thứ hai là ở New York chẳng hạn. New York thì lệch với Hà Nội là 12 tiếng. Và tất nhiên 10 giờ 10 phút sáng thì tương ứng với cả 10 giờ 10 phút tối tại Hà Nội. Nhưng mà kim chỉ giờ ở New York thì đã chỉ 24 rồi. Có nghĩa bây giờ đang là 0 giờ tại New York, đúng không? Thì bạn phải chỉnh cái kim giờ này sang mức 12 giờ trưa để lệch 12 giờ so với New York. Thì để làm thế nào? Chúng ta chỉ cần ấn cái nút bên này. Nút bên này là nút cộng. Thì kim giờ, chỉ có kim giờ nhảy thôi. Và kim phút thì vẫn đứng nguyên. Hiện nay là 11 giờ. Ấn thêm lần nữa. Đó chính là 12 giờ. Vâng. Khi này giờ địa phương và giờ thứ hai thì đã lệch nhau 12 tiếng rồi. Tôi sẽ rút cái núm chỉnh giờ này ra một tí và chỉnh lại giờ cho về 10 giờ 10 phút. Ok. Bây giờ tôi đã đồng bộ hai cái giờ này với nhau rồi. Và tiếp đến thì chúng ta hãy chỉnh cái giờ báo thức này. Giờ báo thức này thì hiện nay đang chỉnh là 10 giờ 10 phút tối. Và cách cái giờ hiện tại là 12 tiếng ạ. Thì tôi sẽ thử bạn về 10 giờ 10 phút sáng cho các bạn thể nghe tiếng chuông của chiếc đồng hồ này nhé. Thì chúng ta sẽ rút cái núm này mức thứ hai và chỉnh cái mức giờ này từ 10 giờ 10 phút tối lại 10 giờ 10 phút sáng. Vâng. Báo hệ tiếng chuông chỉ kêu 2 tiếng thôi, bởi vì khi này đã hết cót rồi. Để nghe thêm thì chúng ta có thể bạn thêm cót vào. Bạn xuống dưới để bạn cót cho cơ chế chuông. Đó, thì tiếng chuông nó không thực sự là lớn lắm và nghe khá là êm tai. Cái này thì có thể là điểm lợi nhưng cũng có thể điểm hại với chiếc đồng hồ, tùy bạn quyết định. Và tiếp tục bạn này. Mà không bạn không muốn nghe nữa thì đơn giản ấn nút này. Vâng, ngừng luôn. Có cái nút chỉnh giờ bên tay trái để làm gì? Nút chỉnh giờ bên tay trái này để chỉnh ngày. Và bạn có thể chỉnh lịch tiến và lùi thoải mái, không phải sợ. Đây, ví dụ như bây giờ đang là ngày 11, chúng ta rút ra. Bạn lên, ngày 10. Bạn xuống, ngày 12, 13. Vâng, rất là tiện dụng và đơn giản. Còn thường như những chiếc lịch ngày khác thì bạn chỉ có thể bạn theo một chiều là tiến mà thôi. Vâng, bây giờ tôi thử lên tay chiếc đồng hồ này. Với kích thước 42mm nhưng mà trông bên ngoài thì khá đồ sộ. Nhưng khi đeo lên cổ tay thì trông nó cũng tương đối bình thường. Cảm thấy dây thì khá là vừa với kích thước của tôi, 16cm. Thiết kế của Ulysse Nadine thì luôn luôn như vậy. Luôn luôn hơi đồ sộ và tròn trịa. Mẫu đồng hồ Ulysse Nadine Sonata Cathedral hiện nay được bán với mức giá chính hãng là 55.800 đô la Mỹ. Nhưng tất nhiên đến với giao bản luxury thì các bạn sẽ nhận được mức giá chiết khấu hợp lý nhất. Để biết thêm chi tiết về chiếc đồng hồ này, các bạn có thể tham khảo website giaobanluxury.com. Xin chào và hẹn gặp lại.